Chào đón quý vị và các bạn đang đến với bản tin du lịch trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin về du lịch quốc tế trong nước và trong tỉnh sẽ được chúng tôi thường xuyên cập nhật trong các bản tin phát sóng vào 18:30 các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần. Sau đây là những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay. Vietnam Airlines lọt top 50 hãng hàng không tốt nhất thế giới. Việt Nam chính thức có 7 nhà hàng sao Michelin. Tuần du lịch Thái Bình năm 2024. Flamingo Ibiza hải tiến, những ca mờ rực rỡ. Thưa quý vị và các bạn, mới đây giải thưởng Skytrax, được ví như giải Oscar của ngành hàng không, đã vừa công bố danh sách hãng bay tốt nhất thế giới năm 2024 do hành khách bình chọn. Trong đó có đại diện duy nhất của Việt Nam, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines. Cụ thể, Vietnam Airlines đứng vị trí thứ 45 sau những tên tuổi ở Đông Nam Á như Singapore Airlines đứng thứ 2, Bangkok Airways 27, Thai Airways 33, Garuda Indonesia 34, Malaysia Airlines 39. Skytrax cũng xếp hạng các hãng hàng không giá rẻ, với Vietjet là hãng bay giá rẻ tốt nhất Việt Nam. Lần thứ 8 trong lịch sử 25 năm của giải thưởng danh giá Skytrax, Qatar Airways được xếp hạng là hãng hàng không tốt nhất thế giới. Hãng hàng không Trung Đông này có đội bay 230 chiếc, đã tạo dựng được danh tiếng trong thập kỷ qua, giúp sân bay quốc tế Hamad trở thành trung tâm hàng không toàn cầu, thách thức các đối thủ trong khu vực là Dubai và Abu Dhabi. Skytrax có trụ sở tại Anh cho biết số phiếu bầu này được thu thập từ khảo sát của hơn 21 triệu khách hàng từ 100 quốc gia với khoảng 350 hãng hàng không. Tối ngày 27 tháng 6 vừa qua, lễ công bố danh sách nhà hàng được Michelin Guide tuyển chọn ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng năm 2024 đã chính thức diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cẩm nang Michelin Guide năm 2024 tại Việt Nam vinh danh 164 cơ sở ăn uống, trong đó có 7 nhà hàng 1 sao Michelin, 58 nhà hàng đạt giải Beat Gourmet nhờ chất lượng món ăn tốt, giá cả phải chăng và 99 nhà hàng được Michelin tuyển chọn, Michelin Selected. Danh sách nhà hàng 1 sao Michelin có những cái tên mới đáng chú ý gồm Acuna, La Maison 1888, The Royal Pavilion. Những nhà hàng nhận được giải thưởng này vào năm 2023 là Anna Saigon, Gia, Hibana by Koki, Tầm Vị. Còn The Royal Pavilion tại Thành phố Hồ Chí Minh là nhà hàng duy nhất từ danh sách Michelin Selected 2023 được thăng hạng lên 1 sao Michelin. Đặc biệt, lần đầu tiên một nhà hàng ở Việt Nam đặt ngôi sao xanh Michelin, Michelin Green Star, là Nén Đa Năng, Đà Nẵng. Đây là giải thưởng tôn vinh những cơ sở ăn uống tiên phong trong việc hướng đến xây dựng nền ẩm thực bền vững, mang đến trải nghiệm kết hợp giữa sự xuất sắc của những món ăn và cam kết nghiêm túc về tính thân thiện với môi trường. Từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, tại Công viên Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, diễn ra tuần du lịch tỉnh Thái Bình và hội chợ triển lãm xúc tiến đầu tư thương mại thành phố Thái Bình năm 2024. Đây là những sự kiện thiết thực chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày du lịch Việt Nam, kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Diễn ra trong thời gian 7 ngày từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, với nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, Tuần du lịch tỉnh Thái Bình và hội chợ triển lãm xúc tiến đầu tư thương mại thành phố Thái Bình năm 2024 hứa hẹn mang đến cho nhân dân địa phương và du khách những trải nghiệm hấp dẫn, ấn tượng. Trong đó, điểm nhấn là màn trình diễn khinh khí cầu bay trang trí, trình diễn múa rối nước, các chương trình nghệ thuật đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của tỉnh Thái Bình, chương trình tour du lịch miễn phí tham quan, trải nghiệm, giáo dục truyền thống cho các em học sinh. Hội chợ triển lãm xúc tiến đầu tư thương mại thành phố Thái Bình có quy mô 200 gian hàng, trưng bày sản phẩm của gần 100 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, chủ yếu là các mặt hàng nông lâm, thủy hải sản, thực phẩm chế biến, điện, điện tử gia dụng, dệt may, đồ gỗ, hàng gia dụng, sản phẩm ô cốp. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần quảng bá, giới thiệu tiềm năng, hình ảnh, thế mạnh của thành phố, tạo khí thế vui tươi nhân kỷ niệm 70 năm giải phóng thị xã Thái Bình, 30 tháng 6 năm 1954, 30 tháng 6 năm 2024, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình, 30 tháng 6 năm 2004, 30 tháng 6 năm 2024. Mùa hè này, khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hồng Hóa như được thổi bừng sức sống với sự xuất hiện của thành phố lễ hội Flamingo Ibiza Hải Tiến. Đây là dự án duy nhất tại Thanh Hóa sở hữu 3 mặt tiền giáp biển, ôm trọn 1 km đường bờ biển đẹp nhất tại Thanh Hóa và chỉ cách trung tâm thành phố Thanh Hóa
chừng 30 phút di chuyển. Mùa hè này, khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa như được thổi bừng sức sống với sự xuất hiện của thành phố lễ hội Flamingo Ibiza Hải Tiến. Đây là dự án duy nhất tại Thanh Hóa sở hữu ba mặt tiền giáp biển và chỉ cách trung tâm thành phố Thanh Hóa chừng 30 phút di chuyển. Với thiết kế độc đáo, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Flamingo Ibiza Hải Tiến đã gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ với du khách bởi không gian rực rỡ sắc màu, năng động và vô cùng hiện đại. Nào, hãy cùng Vân Anh khám phá những điểm check-in hot nhất tại Flamingo Ibiza Hải Tiến trong mùa hè này! Bước vào phố đi bộ La La Mingo, bạn như lạc vào một thế giới hoạt hình cổ tích tràn ngập sắc hồng với vô vàn những mô hình cỡ lớn đáng yêu. Nhà hàng Ibiza Hải Tiến với khoảng sân đầy nắng và hoa, nơi bạn có thể thỏa thích chụp hình check-in để khoe với bạn bè. Mỗi bước chân ở nơi này đều sẽ đưa bạn tới khám phá những không gian vô cùng ấn tượng. Cuộc dạo chơi mùa hè trong thành phố sắc màu sẽ thật tuyệt nếu được thưởng thức những cây kem mát lạnh. Hãy ghé ngay thế giới kem La La Ice Cream thôi nào! Với rất nhiều lễ hội độc đáo diễn ra xuyên suốt mùa hè này tại thành phố tiệc tùng Flamingo Ibiza, chưa bao giờ biển Hải Tiến lại sôi động đến như vậy. Hè đến rồi, về với biển thôi nào! Những gam màu rực rỡ của thành phố du lịch Flamingo Ibiza Hải Tiến cũng đã khép lại bản tin du lịch ngày hôm nay của chúng tôi. Hy vọng chương trình đã mang đến cho quý vị những thông tin du lịch hấp dẫn và những điểm đến không thể bỏ qua của xứ Thanh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.